Đầu tiên là em sẽ qua xung quanh con Lucman 308 là đối tác với những cặp loa JB như dòng loa Nhật, Mỹ, Âu. Dòng này nó thiên về tĩnh, nó không nịnh tai như những dòng xanh xuôi được nha. Nhưng mà đoán JB rất là hợp, nghe nhẹ nhàng, nghe mãi không chán nha các bác. Này, các bác thể thấy được cái độ đẹp những sản phẩm bên em tuyển lựa cho các bác. Con này series là 0123, số tiếng cực kỳ tuyệt vời. Và đến hai cầu loa, công suất là 200W, điện 100V. Những dòng này là nó tích hợp luôn là 4 nguồn điện cho các bác ăn chơi nha. Các bác thích chơi dòng điện nào thì cứ báo cho em. 308 nó có chạy 4 nguồn điện nha, nó hàng Nhật nha, 100V, 200W, rất là mới nha các bác, kể cả hộp gỗ luôn, rất là tuyệt vời. Về mạch mũi đó nha, mạch mũi thì đẹp keng nha, không có một điểm chê nào nha các bác. Rồi em sẽ tới con 309V rồi mở rủ gan cho các bác xem và các bác có thể so sánh được hai sản phẩm của đầm đúc ma. Đây là 309V huyền thoại, rất là đỉnh, rất là hot ở Việt Nam mình cũng như ở nước ngoài. Những dòng này rất là hiếm nha các bác, con này về ngày hôm qua nha các bác. Đấy, các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp của sản phẩm nha. Bác nào sưu tầm về con 309V thì đánh với những cặp loa JB L100 hoặc là những dòng cao cấp hơn L65 vân vân. Này công suất là 350W, điện 100V, cũng là hai cầu loa. Rồi sau đây em sẽ mở rủ gan cho các bác coi. Là tổng quan con 309V với đồ đẹp là không có một điểm chê nào luôn, hiếm con nằm về được có cái vỏ gỗ đẹp như thế này nha các bác, sắc cạnh luôn. Đây, em quay rất là chậm để anh em được xem rõ ràng hơn trên smartphone cũng như là TV. Rồi sau đây mời các bác xem ruột gan nha. Vâng, sau đây mời các bác xem ruột gan của hai con dòng Lucman, đó là 308 và 309V. Nó khá là giống nhau về cấu trúc, nó vẫn là chạy sò sắc Toshiba chữ đỏ nha, mà hai mã nó khác nhau. Con 309V nó sẽ chạy sò là có số cuối là 1079 và 679. Đấy. Và con 308 nó vẫn là sò Toshiba nhưng nó là mã là 1080 và 680. Đấy. Vẫn là sở hữu hai con tụ rất là to, một cái tăng phô nguồn, nhưng cũng đây nói chung là giống nhau, là khá là giống nhau rồi các bác. 308 này và đây là 309, nhưng cơ bản thì sò 309 nó sẽ có công suất đẩy lớn hơn và tăng phô nguồn của con 309 nó sẽ to hơn này, to hơn rất là nhiều. Tụ thì nó cũng ngang, không biết chỉ số nó bao nhiêu, chỉ số 15.000, con này là 10.000, 308 10.000, con 309 15.000. Đấy. Về mạch mũi thì con hiện tại là con L308 nó mèo gôn gôn một tí, nó ngã mèo vàng gôn đó. Các bác có thể thấy này, trên video này nó vàng gôn tí. Còn con này là mạch trắng nha, trắng. Và mời các bác xem lại cái mạch mũi của nó này nha. Đấy. Đẹp keng sà beng nha các bác. Đấy, con này đụng đứt tay luôn đó nha. Rất là bén. Đấy, cỡ này mà các bác không yêu thì mới lạ. Giá em đã bao ship nha. Rồi mình cùng xem phía sau sản phẩm. Sau sản phẩm thì con 309V này nó có series là 3864. Con này series cực kỳ đẹp, 123 0123, 308 0123B. Hai sản phẩm đều có là sở hữu là 200 loa AB hay A-B. Máy ruột gan cực kỳ sạch sẽ và khô luôn, mới tin. Rồi, bác nào yêu thì alo cho em. Bác nào lấy combo 309V và L100 Canturi thì em sẽ bớt cho các bác là 500.000, và vẫn giá là bao ship cho các bác nha. Rồi sau đây em sẽ quay hai cặp loa để các bác xem.